Khi hít vào mình sẽ căng cái bụng của mình lên. Và thở ra sẽ hóp hết bụng lại. Đã hóp là phải hóp hết bụng lại. Và khi hóp bụng lại cũng đồng thời mình thở hơi ra. Mà thở hơi ra thì phải thở cho bằng hết. Thở khi nào mà mình trong người mình cảm giác không còn hơi nữa thì mình mới dừng lại. Để tư thế thở như vậy để làm gì? Để mình đào thải, bỏ ra những khí cặn lắm, khí âm, những năng lượng không tốt. Thải ra khí CO2 trong cơ thể của mình. Và mình sẽ hít vào những cái năng lượng tốt vào buổi sáng. Cùng với cơ mặt và nhịp thở.